tiểu đoàn 46. Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tiểu đoàn 46 thì công chí đến thì công chí đến giờ tổ chức lễ tưởng niệm. Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy. Nói chung là năm nay là vừa tròn 36 năm nói gì đảo Gạc Ma, thì tôi là một người nhân chứng trong cái sự kiện đó. Thì hàng năm thì tôi vào đây đỡ, dù sao nữa tôi đến đây một tấm một nén hương cho cái đồng đội 64 chiến sĩ của tôi. Thì khi tôi đến đây thì thấy quân chủng của Hải quân tổ chức rất là đầy đủ, và tôi rất là cảm động. Tôi cũng mong muốn rằng sau này cái thế hệ sau này phải làm sao để noi gương ông cha chúng ta, những người đã anh hùng đã đứng lên để giữ đảo và quê hương và đất nước của chúng ta. Thì hôm nay cũng là ngày giỗ của bố với lại đồng đội, thì cảm xúc ngày hôm nay cũng như là những năm trước thì tôi lúc nào cũng rất là xúc động khi mà đến dâng hương tại tượng đài, thì một cái cảm xúc rất là bồi hồi, cảm giác như mình đang đến được rất là gần với bố cùng với lại đồng đội của mình. Thì cũng xin hứa với dạy trước anh linh của bố cùng với đồng đội là sẽ luôn cố gắng hết mình phấn đấu để xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để góp phần vào xây dựng cái truyền thống cách mạng của gia đình. Các cơ quan đơn vị công chí vào. Nhìn trên bộ cầu này các bạn nhìn thấy hoa trồng cây lưu niệm. Xin.